hai cái nhân vật là đào thoát khỏi Bắc Hàn, tìm đường để nhập cảnh vô Nam Hàn. Đây là cái việc mà nhiều người Bắc Hàn họ vẫn đang làm hiện nay. Thế nhưng tuy nhiên hai người này là ngư dân, họ đi trên một cái tàu, và trước khi mà họ tìm đường nhập cảng vô Nam Hàn thì họ đã giết chết, sát hại 16 cái người ngư dân khác, thuyền viên ở trên cái tàu của họ. Và hiện nay thì sáng nay chính phủ Nam Hàn họ chính thức tuyên bố là họ đã trục xuất hai cái người này ra khỏi cái quốc gia của Nam Hàn, bởi vì họ nói rằng là Nam Hàn luôn luôn là chấp thuận những cái trường hợp, những cái người dân Bắc Hàn mà nhập cảnh vô, đào thoát vô để họ sẵn sàng trợ giúp và đón nhận làm công dân. Nhưng họ nói trường hợp hai người này đã giết 16 người kia đã quá nguy hiểm, cho nên Nam Hàn không thể chứa chấp họ. Đúng rồi, chúng ta cũng hiểu là những quốc gia mà nó bị cái tình trạng ngăn cách đó, như là trước đây Việt Nam chúng ta cũng vậy, Nam Bắc đó, lúc mà chưa có thống nhất đó. Rồi Đông Đức, Tây Đức khi mà chưa xảy ra cái cuộc mà đổ vỡ năm 89 đó, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn thì duy nhất cho đến giờ này vẫn ngăn đôi. Và chúng tôi cũng đã có lần trình với quý vị, thực ra Bắc và Nam Hàn vẫn trong tình trạng at war, tức là chiến tranh, chỉ tạm đình chiến thôi. Ceasefire từ năm 53 khi mà cuộc chiến dừng lại ở cái Incheon đó, cho mình là địa danh khá nổi tiếng, ai cũng nhớ, và nó có cái phi trường luôn khá lớn ở đó, phi trường Incheon. Thì khi mà Bắc Hàn và Nam Hàn đánh nhau, lúc đó chúng ta cũng hiểu là cái cuộc chiến thời 53 đó là do Bắc Hàn thì do Trung Quốc đứng sau, bên Nam Hàn thì có Mỹ, do tướng MacArthur, chúng ta cũng còn nhớ trong lịch sử nếu quý vị nào còn nhớ. Thì lúc đầu đó xém nữa là Bắc Hàn đã giải quyết luôn cả cái Nam Hàn rồi, nhưng mà rất may lúc đó Mỹ nhảy vô và ngừng lại ở cái tuyến đó và quyết định đình chiến cho đến giờ này. Nhưng mà nó nhiều thập niên, rất may là họ nói vậy thôi, nhưng mà họ cũng bắn qua bắn lại sơ sơ, nhưng mà tình hình vẫn tương đối khá yên tĩnh, chưa có xảy ra một cuộc chiến tranh lớn. Vì thế mà Nam Hàn đã nhân cái dịp đó đã cải tiến về kỹ thuật và đi lên thành một cái nước mà bây giờ có không thua gì Nhật Bản, cho nên là được cả thế giới ngưỡng mộ. Thì lai rai từ ngày đó đến nay, quý vị thấy không, là vẫn có những vụ đào thoát như cái vụ này, nhưng chỉ có cái không hiểu tại sao hai người ngư dân này, nhìn Bắc Hàn này đó, lại giết hết 16 cái phần tử của một cái tàu khác. Thì cho nên cái trường hợp đó nó hơi dã man. Có lẽ vì thế mà đúng Nam Hàn họ có cả cái bộ thống nhất mà, tức là họ muốn, họ welcome tất cả những người muốn đào thoát tị nạn qua từ Bắc Hàn qua. Nhưng mà cái vụ này có thể nó có thể dính đến những cái tàn bạo cướp bóc gì quá đáng, cho nên họ mới quyết định sẽ phải đưa những người này trở về. Thì chúng ta có hiểu là giữa hai miền nó có cái khu vực gọi là phi quân sự đấy, DMZ đó, tức là quý vị cũng hiểu là lâu rồi thì các cái quốc gia mà ngăn đôi phải luôn luôn có một cái vùng tạm gọi là cái vùng trái độ, tức là hai bên đều đóng quân, hai bên gườm nhau, nhưng mà ít ra là tôn trọng những cái thỏa ước và không có gây hấn. Thì thường thường là bên Bắc Hàn cứ vượt tuyến qua, lai rai hoài, có những người thì đi đường biển, có những người thì bằng cách này cách kia, và nhiều cái chuyến đi chúng ta đã được biết trong báo chí cũng như những cái phim có đóng lại cuộc vượt thoát đầy ly kỳ và nguy hiểm. Và đa số là lâu lắm mới thoát được, là vì cái vùng này họ gài mìn bẫy thu lum hết và canh chừng rất là cẩn mật. Thành ra đây những người này thì đi không hiểu tại sao mà nếu ý là đào thoát, nhưng mà vì sao mà lại giết tới 16 người thuyền viên khác. Nói, dạ vâng thưa anh, thì vì anh cũng đặt câu hỏi thì thưa quý vị là trong cái bản tin mới nhất mà Linh Nga cũng vừa đọc thoáng qua thưa quý vị, là cái bản tin trên cái tờ Fox News, thì họ cho biết rằng là thực ra lúc đầu thì cả 19 người này họ đi trên cùng một cái tàu, tàu đi đánh cá mực á, ở trên biển. Tổng cộng là có 19 người, thì 18 người là ngư dân và một người là cái người gọi là thuyền trưởng. Thì theo cái bản tin ở trên Fox News mà Linh Nga đang đọc đây thưa quý vị, thì họ nói rằng là khi mà họ đi tới cái khu vực đánh cá ở cái khu vực mà nước nổi ở gần kế với lãnh địa của Nga, và gần đó thì hai cái người đàn ông này đã quyết định là lập mưu để sát hại cái người thuyền trưởng trước tiên. Người đã nói ở đây là kill the captain, mà who they claim had abused them, có nghĩa là giết cái người thuyền trưởng bởi vì cho rằng là cái người này đã coi như là bạo hành đối với họ. Thì sau khi giết cái người thuyền trưởng này thì cái bản tin ở trên Fox News cũng cho biết rằng sau đó hai cái người này đã tiếp tục giết, tức là lúc đầu thì có 3 người, sau đó 3 người này thì giết 15 người ngư dân còn lại. Bởi vì họ nói rằng là để mà cover up their action, có nghĩa là để mà che đậy cái hành động mà phạm tội là giết cái vị thuyền trưởng. Và sau đó thì họ đã biết là họ dumping những cái bodies, tức là họ đã ném những cái thi thể đó xuống dưới biển để mà che giấu là cái việc họ đã phạm tội. Tuy nhiên là khi mà họ đã đào thoát được tới sang Nam Hàn thì thưa quý vị rằng chính quyền Nam Hàn họ vẫn phát hiện ra, bởi vì có thể họ đã dựa trên giấy tờ, trên những cái bằng chứng evidence mà họ phát hiện trên cái con tàu, thì họ biết là đã có 19 người ở trên cái tàu này chứ không phải chỉ có 2 hoặc 3 người như vậy. Cho nên sau đó thì được biết ở đây đó là cái người thứ 3 thì sau đó là bị bắt trước đó, cho nên chỉ còn lại 2 cái người này là đào thoát được sang tới Nam Hàn. Thì đó là cả một cái câu chuyện. Và như vậy thì sáng nay thì phía chính phủ Nam Hàn họ chính thức tuyên bố cái người mà đại diện đó cho phía Nam Hàn là cái người phát ngôn của Bộ Thống nhất Nam Hàn, ông tên là Lee Sang Min. Thì ông tuyên bố rằng là giới trách của Nam Hàn kết luận là sau cái quá trình điều tra thì 2 nghi phạm đào thoát sang Nam Hàn đã giết chết hết 16 người cùng ở trên tàu với họ. Cho nên chính phủ Nam Hàn quyết định là sẽ trục xuất họ vì phạm tội chính trị, cũng như là cái này nó cũng là criminal, thưa quý vị, là hình sự. Đúng rồi. Và họ nói rằng là vì thế cho nên phía Nam Hàn coi rằng những cái người này không thuộc diện được pháp luật của Nam Hàn bảo trợ. Cho nên Nam Hàn không có lãnh họ, và giờ đây thì họ tìm cách là trục xuất, đẩy 2 cái người này về phía Bắc Hàn để phía Bắc Hàn xử tội 2 cái người này. Thì chúng ta cũng đoán là trong xã hội mà độc tài độc đảng của Bắc Hàn á, có thể cái ông thuyền trưởng đó trước đây cũng đã từng hành hạ, nghĩa là chủ dập những nhân viên này, cho nên nhân cái dịp này nhiều khi họ trả thù nữa, nó nhiều lý do. Rồi trong khi cái tàu như vậy có thể là có một số khi mà ông này ông đưa cái ý kiến là bây giờ chúng ta sẽ đào thoát qua Nam Hàn, có thể có một số người lại không đồng ý cái đó, chống lại thí dụ, cho nên nó mới xảy ra những cái án mạng như thế này. Và khi Nam Hàn quyết định sẽ deport, tức là đưa về trả lại cho Bắc Hàn, thì chắc chắn những người này sẽ bị những hình phạt rồi, có thể tử hình nữa. Chứ bạn biết là đối với Bắc Hàn thì cái tội đào thoát cũng là một trong những tội phải execution, hành quyết, tử hình trước một đội hình. Chúng ta đã thấy có bao nhiêu cái chứng cớ sau này của những cái ủy ban nhân quyền quốc tế đưa ra là một năm họ cũng xử rất nhiều người, và có những cái địa điểm nghĩa là có những pháp trường để xử bắn rất nhiều ở bên đó, bởi bên Bắc Hàn. Cho nên là cái quyết định này chắc chắn nó cũng là một quyết định rất khó khăn, vì khi bên Nam Hàn biết là trả lại những người này là chắc chắn tù tội hoặc là có thể tử hình, nhưng mà họ thấy rằng cái hình thức này không phải tị nạn mà đã tàn bạo quá, đã giết những mười mấy cái đồng nghiệp của mình, thì cho nên vì thế mà không được coi là tị nạn, mà những người này có thể bị xử như một tội phạm, cho nên họ đã coi như là dẫn độ, deportation trở về Bắc Hàn, thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cái sự việc mà chúng tôi nói tới ngày hôm nay thì đây nó cũng là một cái vấn đề trong lịch sử của Bắc Hàn và Nam Hàn, cũng như trong cái lịch sử mà của cái cuộc chiến giữa hai cuộc xung đột giữa hai miền của cái khu vực mà Đại Hàn, thưa quý vị. Thì chúng ta cũng biết rằng là thực sự là cái người dân từ Bắc Hàn họ tìm cách đào thoát sang Nam Hàn ồ ạt đó là kể từ sau cái sự việc là cái sự phân chia của bán đảo Đại Hàn. Quý vị nhớ rằng vào sau cái thời Đệ Nhị Thế Chiến thì, và đặc biệt là sau khi mà kết thúc cái cuộc chiến tranh mà Đại Hàn những năm 1950-1953 đó, thì cái số người mà đổ từ phía Bắc Hàn sang Nam Hàn là rất là đông đảo. Và những cái lý do cho những cái người mà họ đào thoát thì người ta nói rằng là lý do như chính trị này, tư tưởng, văn hóa, giáo dục và cả những lý do cá nhân của gia đình họ. Đặc biệt là tới những cái năm thập niên 1990 đó, thì những cái số người mà Bắc Hàn đào thoát sang Nam Hàn thì rất là đông đảo. Bởi vì quý vị hãy nhớ rằng, chắc anh Trọng cũng nhớ là đầu năm 1990 là nó diễn ra cái nạn đói ở Bắc Hàn. Quý vị nhớ là cái vụ nạn đói năm 1990 ở Bắc Hàn là nó vô cùng khủng khiếp. Bởi vì lúc đó cái số người mà thiệt mạng do chết đói ở đây đó, người ta ước tính là từ ít nhất là 240.000 người và con số cao nhất là 3.500.000 người. Mà lúc đó thì Bắc Hàn có tổng số dân là 22 triệu người. Mà cái số người chết đói là lên tới, người ta nói cao nhất là lên tới gần tới là 3.500.000 người. Thì quý vị biết là cái nạn đói nó khủng khiếp như thế nào. Và người ta nói một trong những cái nguyên do mà dẫn tới cái nạn đói đó là do nhiều vấn đề. Do trước hết là tất nhiên là do cái điều kiện khí hậu và cái điều kiện thiên nhiên ở Bắc Hàn nó cũng rất là khắc nghiệt. Người dân trồng cây, lương thực, mọi thứ mà nó rất là khó khăn. Mà Bắc Hàn là một quốc gia cộng sản, họ hoàn toàn khép kín và tự cô lập mình khỏi một phần còn lại của thế giới. Cho nên họ tự sản xuất, gọi là tự cung tự cấp ở trong nước nội địa. Mà điều kiện thiên nhiên lại vô cùng khó khăn, đã dẫn tới cái nạn đói năm 1990. Cộng đó là cái sự mà quản lý yếu kém của cái chính phủ, cái chính quyền và cái bàn tay sắt thắt chặt của cái chính quyền đó. Thì được biết là thưa quý vị rằng là cái số người mà đào thoát khỏi Bắc Hàn những cái năm 1990 là đông đảo lắm, bởi vì lúc đó họ muốn thoát khỏi cái nạn đói đó nữa. Và họ lúc đầu đó thì người ta nói rằng là hầu hết những cái người đào thoát là họ đi qua cái con đường mà cái biên giới với Trung Cộng đó anh. Bởi vì cái con đường ở biên giới Trung Cộng là cái nơi mà giáp danh, và Trung Cộng cũng là một cái nước gọi là bằng hữu anh em với Bắc Hàn. Chính vì Trung Cộng là cái nước mà bằng hữu với Bắc Hàn cho nên họ vẫn đón nhận những cái người mà đào thoát sang quốc gia họ. Nhưng họ không có cấp phép tị nạn cho những người này, mà họ chứa chấp những người này với cái tư cách là những cái người mà di cư về mặt kinh tế lậu, tức là bất hợp pháp, nhưng họ vẫn trợ giúp. Rồi sau đó những người này tiếp tục tìm cái con đường đi qua khỏi Trung Cộng với tìm sang cái con đường sang Nam Hàn. Tức là lúc đó nó rất là vòng vèo thưa quý vị. Đúng rồi. Thì người ta nói rằng là mặc dầu những cái con số người đào thoát khỏi Bắc Hàn những cái năm nó lên cao nhất, đỉnh điểm là vào năm 1998, 1999. Nhưng cho tới năm 2000 thì nó dừng lại, và gần như là những người mà đào thoát ra khỏi Bắc Hàn thời điểm này rất khó khăn. Không phải là vì Bắc Hàn lúc này đã giàu có lên mà bao bọc đủ cho người dân. Hiện nay Bắc Hàn vẫn còn rất là khó khăn, vẫn còn rất là nhiều người chết đói thưa quý vị. Nhưng lúc đó là cái thời điểm mà ông Kim Jong-un lên nắm chính quyền, thế chân cho cái người cha của ông ta. Và khi mà ông Kim Jong-un lên thì ông ta đưa cái bàn tay sắt, ông ta siết chặt lại. Cũng như anh Ngọc Trọng đã nói, rằng là những cái trường hợp mà đào thoát là dưới thờ ông Kim Jong-un là xử tử, là những cái đòn rất là mạnh, hoặc là ngồi tù chung thân, mà ngồi tù mang tính chất là bị tra tấn đấy thưa quý vị, chứ không phải là ngồi một cách bình thường, ngồi tù như những cái trường hợp khác. Thành ra là những cái người mà đào thoát khỏi Bắc Hàn vào cái thời điểm năm 2000 họ bị khựng lại. Và trước khi họ phải đưa ra cái quyết định đào thoát là họ phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng và phải tìm những con đường rất kỹ lưỡng họ mới đi. Nhưng quý vị hãy nhớ cho tới năm 2016 thì nó diễn ra một cái vụ đào thoát rất là lớn, mà phải nói là trong cái lịch sử đào thoát của những cái người dân Bắc Hàn, đó là vụ mà 16 người công dân Bắc Hàn đào thoát trong cái thời định kỳ mà ông Kim Jong-un đã đưa cái bàn tay sắt rất là mạnh mẽ như vậy, nhưng mà vẫn có 16 người họ đào thoát, và đã dẫn tới một cái cuộc xung đột lịch sử giữa Bắc và Nam Hàn thời điểm đó rất là dữ dội, và đưa ra cái vấn đề về cái tính cái câu hỏi đặt về cái chữ nhân đạo đó thưa quý vị. Và cuối cùng thì cái số 16 người này thì cũng bị ném qua trả lại, nhưng cuối cùng thì phía Bắc Hàn vì cả thế giới quá để ý nên đã đón nhận họ trở lại, và hiện nay thì những người này là được phía Bắc Hàn là cũng nương tay phần nào vì cái vụ việc quá lớn. Với lại thưa quý vị thấy là họ nói là nguy hiểm như vậy đó, nhất là đi qua cái khu mà DMZ đó, tức là cái khu mà phi quân sự đó, họ gài mìn bẫy, vâng, đủ thứ. Thì bây giờ một năm vẫn khoảng cả gần 100 người đấy, họ cứ cố gắng họ trốn thoát mặc dù rất nguy hiểm, đúng. Vì ông Kim, ông rõ ràng là ông chỉ có lo phát triển cái kho vũ khí hạt nhân để đem cái đó là một cái bắt chẹt, đó là một cái bắt nạt và nghĩa là phương Tây cũng như Hoa Kỳ, chứ ông đâu cần biết đến cái đời sống dân cư như thế nào. Cho nên đúng cái dân Bắc Hàn vẫn là cái dân mà nghèo nhất, người ta có những phóng viên lén lút vào được đó, quay những cái thước phim mình đã thấy đó, có những lúc đói họ lấy cả cỏ cây ăn, quý vị cũng hiểu rồi, những cái năm mà cực kỳ đói rách đó. Thì cho nên là cái xứ này thì mặc dù khép kín, đôi khi người ta cũng có được những thông tin, và người ta biết rằng là quý vị cũng hiểu đó là có những cái công nhân mà phải trung thành lắm là được gửi qua Trung Quốc để mà lấy ngoại tệ cho Bắc Hàn đó, thì lại xảy ra những vụ trốn hàng loạt. Chúng ta thấy trước đây chúng ta có những bản tin đó, thành ra là ông Kim ông cũng điên đầu với cái vụ này, tức là những người đó dĩ nhiên đã được phải xét lý lịch kỹ lắm mới cho ra hải ngoại. Cũng giống cái kỳ vừa rồi mà chúng ta bà Kim Ngân mà đi, mà có mấy nhân viên đi lén máy bay đã xin đi nhờ là như thế đấy. Cái đó là những cái tát rất mạnh vào mặt chính quyền, vì đó là những công nhân, phải là những công nhân nghĩa là được ưu đãi, phải là nắm vững lý lịch lắm, phải nghĩa là trung kiên với đảng lắm, mà tại sao thì anh qua lại lừa ở lại lâu. Giống tôi mới nhớ cái từ này, từ những đảng viên trung kiên, tức là những thành phần, quý vị phải nhớ là đảng viên nhưng họ cũng xét ra nhiều cấp lắm, tức là đảng viên vừa, cái đảng viên cấp 1, cấp 2 như chúng ta sắp ở đây. Thành ra chúng tôi còn nhớ là những cái thành phần mà đặc ưu đãi trong đảng, gọi là thành phần trung kiên, họ đã nghiên cứu lý lịch chứ, nhưng mà rồi cuối cùng qua cũng kiếm cách là tị nạn, đào thoát. Đó là những cái đòn rất là đau cho các quốc gia này, thì mình cũng hiểu cái điều đó. Thì cho nên trước đây có những công nhân được Bắc Hàn gửi sang làm việc ở bên Trung Quốc á, chúng tôi có cả một cái chương trình như vậy, nhưng mà đã nhiều lần những công nhân này cũng ở lại và tìm cách trốn thoát. Cho nên là Bắc Hàn cũng phải coi lại trường hợp đó. Nhưng mà trường hợp này thì chúng tôi không hiểu như thế nào. Nhưng mà nếu trở về đó thì có thể là hoặc là tù, hoặc là có thể vào những cái trại mà nãy Linh Nga nói, đó chính là những trại lao động khổ sai. Tức là tù không phải tù thương, mà tù chúng nó là đầy đọa, coi như là ta tạm gọi là đáy địa ngục. Trước đây người ta đã từng nêu lên, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ chính sách của họ thì cứ như vậy. Và chắc chắn trong tương lai dù nguy hiểm, mình hiểu là cái khát vọng tự do mà, thế sẽ vẫn có những người dám bỏ tất cả tính mạng để mà trốn qua, thưa quý vị.